mở laptop lên và mình bắt đầu quảng bá ở thị trường, có thể là trong nước hoặc toàn cầu, tùy vào sản phẩm. Và mình có thể đi du lịch, có thể đi nơi này đi kia chỉ cần cái laptop của mình thôi. Ok, đối với người bắt đầu thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta chọn quảng bá những cái sản phẩm giá thấp và chúng ta bán với số lượng lớn. Cái thứ hai là chọn bán những cái sản phẩm giá cao và bán với số lượng ít hơn để mà chúng ta đạt mục tiêu trong thu nhập trong lĩnh vực affiliate marketing. Còn phương án thứ ba có nghĩa là chúng ta vừa chọn sản phẩm giá cao mà chúng ta lại bán với số lượng lớn. Như vậy thì cao thủ rồi, mình chỉ đề cập tới có hai sự lựa chọn dành cho các bạn đang muốn bắt đầu trong lĩnh vực affiliate marketing. Đối với người mới bắt đầu, sản phẩm giá thấp thì chúng ta sẽ có là những cái sản phẩm trên Clickbank hoặc các kênh tương tự, hoa hồng của nó là khoảng cỡ từ 10 đô cho đến 100 đô. Nên là kênh YouTube này Hường có chia sẻ về cách quảng bá và nhận hoa hồng ở trên Clickbank và một số kênh khác nữa. Nhưng mà đa số các bạn sẽ chọn Clickbank là kênh bắt đầu bởi vì kênh này khá là uy tín và đơn giản để chúng ta có những doanh số đầu tiên, cũng như là quy trình lấy hoa hồng của nó đơn giản. Ok, nếu như các bạn quảng bá và các bạn nhận hoa hồng 1 đô một đơn hàng thì để đạt được 10.000 đô các bạn cần 10.000 đơn hàng. Còn nếu như các bạn bán sản phẩm là 10 đô một đơn thì để đạt 10.000 đô các bạn cần 1.000 đơn. Còn nếu như là hoa hồng 100 đô một đơn thì các bạn cần 100 khách hàng, 100 đơn để chúng ta đạt được 10.000 đô một tháng. Bây giờ chúng ta chuyển sang những sản phẩm tiếp thị giá cao. Thì làm một kênh mà Hường có giới thiệu cho các bạn ở kênh YouTube này, đó là sản phẩm My Daily Choice và còn rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Tuy nhiên là Hường đề cập tới My Daily Choice trước để chúng ta hình dung, bởi vì kênh này nó trả hoa hồng khá là tốt, hệ thống trả hoa hồng của nó uy tín và có lợi cho chúng ta là những người quảng bá, và sản phẩm của nó thì quá tuyệt vời, mang lại cái hiệu quả cho rất là nhiều khách hàng của chúng ta. Như vậy thì nếu mà chúng ta quảng bá một đơn hàng của chúng ta có thể mang lại ví dụ như là 100 đô một đơn thì chúng ta chỉ cần là 100 khách hàng chúng ta sẽ đạt được 10.000 đô thu nhập, đúng không? Còn nếu 1.000 đô một đơn thì sao? 1.000 đô một đơn chúng ta chỉ cần 10 đơn là chúng ta sẽ đạt mục tiêu 10.000 đô trên mỗi tháng rồi, đúng không? Thực ra mình cảm thấy là cái việc quảng bá giá thấp với giá cao thì mình cảm giác như là giá thấp mình sẽ dám hơn, còn giá cao mình cảm thấy khó xa vời, đúng không? Thực ra nó chỉ là tiếp cận cái tệp khách hàng khác thôi, chỉ là tệp khách hàng cao cấp hoặc là tệp khách hàng ở mức thấp và trung bình hoặc tệp khách hàng giá cao. Quan trọng là cách mà chúng ta tiếp cận tệp khách hàng nào mới là cái điều quyết định là sản phẩm của chúng ta có bán được hay không. Đó là lý do tại sao mình có hai chương trình là Clickbank chuyên sâu và tiếp thị giá cao. Ok, nếu như Warren Buffett trong đầu tư có câu là nguyên tắc số 1 là đừng bao giờ để mất tiền, nguyên tắc số 2 luôn luôn ghi nhớ nguyên tắc số 1, không bao giờ bỏ rời nguyên tắc số 1. Thì ở trong affiliate marketing cũng vậy, chúng ta cần phải là nếu mà có một khoản đầu tư nào đó thì chúng ta phải tìm cách gỡ lại vốn ngay, tìm cách mang cái vốn trở về và làm thế nào để nhân rộng cái số tiền mình đã bỏ ra, nhân rộng cái nguồn thu nhập của chúng ta. Ok, thì trong cái video này Hường chỉ tập trung về cái phương pháp quảng bá những cái sản phẩm tiếp thị giá cao My Daily Choice. Hường có để link dưới phần mô tả, nếu ai tò mò My Daily Choice là gì thì các bạn có thể click vào cái link để đăng ký làm thành viên của My Daily Choice. Còn nếu như các bạn đi theo chuyên sâu thì hãy nhắn tin cho Hường hoặc tham gia vào hội thảo tiếp thị giá cao tiếpthigiacao.com để các bạn hiểu thêm về sản phẩm tiếp thị giá cao là gì, hoặc nhắn tin trực tiếp cho Hường để hỏi. My Daily Choice là một sản phẩm rất tiềm năng, Hường đã chia sẻ ở video trước là đã có người đạt 1 triệu đô một tháng, tức 23 tỷ một tháng nhờ vào việc quảng bá các sản phẩm My Daily Choice. Ok, thì làm thế nào để quảng bá được những cái sản phẩm tiếp thị giá cao? Chúng ta có hai yếu tố quyết định doanh số của chúng ta. Thứ nhất đó là chúng ta có tiếp cận được số lượng khách hàng lớn hay không. Cái thứ hai đó là kỹ năng bán hàng của chúng ta. Thứ nhất, làm thế nào để tiếp cận được lượng khách hàng lớn là những người có mức sống cao, là những khách hàng cao cấp. Thì đầu tiên là nếu mà chúng ta làm theo kiểu free traffic, tức là chúng ta không cần bỏ vốn, thì chúng ta có thể tham gia vào những đội nhóm về những cái sản phẩm và dịch vụ mà khách
của chúng ta quan tâm. Ví dụ họ sẽ quan tâm tới giáo dục con cái như thế nào, tham gia sản phẩm như thế nào, họ ở đâu, nhà của họ thì họ thường thường hay mua những cái sản phẩm giá bao nhiêu, hoặc là họ sống ở đâu, họ hay có thói quen tập thể thao ở đâu, vân vân, thì chúng ta sẽ tiếp cận những cái môi trường đó, tham gia vào cái đội nhóm, có thể là offline hoặc online, để chúng ta có thể tiếp cận được những khách hàng đó. Và cách thứ hai là cách online, là cái cách free. Cách thứ hai là cách pay traffic, tức là chúng ta trả tiền để có được khách hàng. Thì ví dụ như các bạn chạy quảng cáo, thì mình sẽ chạy quảng cáo Facebook, YouTube hoặc là Google vân vân, thì chúng ta tiếp cận, chúng ta đặt mục tiêu quảng cáo của mình vào nhóm người ít nhất là họ phải trên 25 tuổi nè, họ có hoạt động gì nè, họ hay đi du lịch, hay là họ tham gia vào cái việc mua nhà, mua bất động sản, họ đầu tư chứng khoán, họ có những cái hành vi nào, quan tâm tới cái điều gì, thì chúng ta có thể ra đặt mục tiêu tại những cái nhóm người đó đối với cái việc chạy quảng cáo. Như vậy, việc chạy quảng cáo cũng như là việc tìm kiếm khách hàng miễn phí thì người ta gọi đó là traffic, đó là tiếp cận khách hàng. Nhưng mà tiếp cận khách hàng thôi chưa đủ, chúng ta cần có một kỹ năng thứ hai, đó là kỹ năng bán hàng. Kỹ năng bán hàng giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi. Nếu như mình tiếp cận được một số lượng khách hàng lớn nhưng mà chúng ta không có kỹ năng bán hàng thì chúng ta cũng sẽ không có được doanh số. Do đó kỹ năng bán hàng là một kỹ năng quyết định tới việc tỷ lệ chuyển đổi của các bạn. Và đối với tệp khách hàng giá cao thì các bạn cần phải học cách chia sẻ, trao đi giá trị nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, giúp đỡ khách hàng của mình nhiều hơn. Thì không quan trọng là chúng ta tham gia vào tiếp thị giá cao bởi bao nhiêu khách hàng và sản phẩm của chúng ta là gì, và chúng ta sẽ làm bằng phương pháp nào. Quan trọng ở trong tiếp thị giá cao đó là chúng ta xây dựng được danh sách khách hàng có mục tệp, danh sách khách hàng đủ lớn để khi mà chúng ta có thể quảng bá những cái sản phẩm tiếp theo, có thể upsell. Tệp khách hàng giá cao là một tài sản của chúng ta, Money Resource là một cái kênh uy tín để chúng ta có thể bắt đầu gia nhập vào lĩnh vực tiếp thị giá cao này. Ngoài ra còn có rất là nhiều sản phẩm khác. Thì Money Choice cũng như các sản phẩm tiếp thị giá cao mà chúng ta chọn và nên chọn là những cái sản phẩm có thể quảng bá được ở thị trường ngoài nước và thị trường trong nước. Khi mà chúng ta quảng bá được thị trường trong nước, sau đó chúng ta dấn thân vào thị trường ngoài nước sẽ giúp cho chúng ta mở rộng được doanh số rất là lớn. Đối với cái Money Choice và một số hệ thống thảo hoàng thông minh khác thì chúng ta rất là nhanh để mà đạt được cái dòng thu nhập lớn, mục tiêu mơ ước của chúng ta. Nó phải đạt đến một số lượng khách hàng nhất định thì thu nhập của chúng ta sẽ lên rất là nhanh. Ok, đối với cái việc quảng bá các sản phẩm trên Madeline Choice, đây là kênh Madeline Choice.com, trong video trước mình đã chia sẻ rồi, thì chúng ta cũng sẽ lấy cái link và đi quảng bá. Có phải là các bạn thắc mắc là khi mà mình tham gia vào affiliate marketing mình phải học internet marketing rồi mình học bán hàng nữa, quá nhiều đúng không? Thực ra thì một điều may mắn cho các bạn đó là ở trong lĩnh vực này, thứ nhất là chúng ta không cần phải giao hàng, chăm sóc khách hàng, những cái thủ tục hay là tồn kho tất cả mọi thứ, bởi vì nhà cung cấp đã giúp cho chúng ta xử lý rồi. Chúng ta chỉ cần là gửi cái link đến những người có nhu cầu và họ click cái link đó, họ mua hàng, họ đặt hàng, thì nhà cung cấp sẽ chuyển thẳng tới khách hàng của mình, mình không tham gia vào quá trình này. Đó là một cái điều tuyệt vời. Cái điều thứ hai, cái điều may mắn thứ hai đó là toàn bộ những quy trình này chúng ta có thể thực hiện ở trên internet. Chúng ta chỉ cần ngồi tại nhà như Hường đang ngồi tại nhà của mình và mở laptop lên và mình bắt đầu quảng bá ở thị trường, có thể là trong nước hoặc toàn cầu tùy vào sản phẩm, và mình có thể đi du lịch, có thể đi nơi này đi kia chỉ cần cái laptop của mình thôi. Vậy nên là cái điều đặc biệt là toàn bộ các quy trình của chúng ta được thực hiện trên internet. Chúng ta có thể bán 1-1, 1-100, 1-10, 1-1000, thậm chí là 1-10000, 1-100000. Tức là một bài viết của chúng ta, một cái đoạn video, một cái bài chia sẻ, một cái bài livestream, một cái buổi webinar của chúng ta sẽ tổ chức có vô số người có thể tham gia vào cái buổi này, và chúng ta có thể bán một lúc được rất là nhiều người. Chỉ cần một chiếc laptop và ngồi tại nhà, chúng ta không cần phải đi quá xa, đi phát triển thị trường, đi bán khắp nơi nữa, mà chúng ta chỉ cần một chiếc laptop thôi. Đó là điều may mắn thứ hai đối với cái mảng affiliate marketing này. Ok, khi mà chúng ta đăng nhập vào Money Choice, chúng ta có một cái link. Khi mà đưa cái link của mình đi quảng bá thì việc của chúng ta là tập trung vào bán hàng và kỹ năng marketing, tiếp cận khách hàng của chúng ta sao cho thật giỏi, là chúng ta có thể là tăng thu nhập của chúng ta, tăng doanh số của mình rồi. Khi mà chúng ta dấn thân vào lĩnh vực affiliate marketing, không quan trọng là tiếp thị giá thấp hay tiếp thị giá cao, chúng ta đều
có một điều là đỡ stress hơn, đỡ chịu nhiều áp lực hơn, đỡ phải lo lắng quá nhiều thứ từ nhân sự, chăm sóc khách hàng, bán hàng vân vân. Và cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta làm affiliate marketing, chúng ta quảng bá sản phẩm cho người khác, thì chúng ta còn giúp đỡ nhà cung cấp bán được sản phẩm nè, phải giúp cho những người mà họ làm ở trong các công việc về sản xuất kinh doanh, những cái bộ phận khác trong doanh nghiệp của nhà cung cấp, họ có công ăn chuyện làm. Tức là khi mà chúng ta bán được hàng thì sẽ giúp được rất là nhiều người. Họ phải sản xuất, nếu mà họ sản xuất ra mà không có ai bán, hoặc là sản phẩm của họ không được ra thị trường, thì chắc chắn là chúng ta họ sẽ gặp vấn đề ở trong trong công việc của họ. Nên là khi mà chúng ta bán được hàng, bán được nhiều hàng, bán được thật là nhiều các đơn hàng affiliate marketing, thì cũng giúp cho rất là nhiều người có thêm công việc, cũng như là mình sẽ giúp đỡ các hàng của mình tìm kiếm đúng cái sản phẩm mà họ cần. Do đó công việc của các bạn là làm thế nào để sản phẩm phù hợp tiếp cận đúng với người phù hợp, tức là những người có nhu cầu và có những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ. Lúc đó thì chúng ta nhận hoa hồng từ quá trình này, chúng ta nhận hoa hồng thông qua việc là chia sẻ và tìm cách kết nối nhà cung cấp với khách hàng nơi những điều mà khách hàng cần, cũng như là chia sẻ và trao đổi giá trị nhiều hơn, thì chúng ta sẽ quảng bá được sản phẩm giá cao. Ok, thì bây giờ Hường sẽ quay trở lại với việc là làm thế nào để các bạn có thể tham gia vào cái chương trình quảng bá tiếp thị giá cao. Nếu như các bạn là người mới bắt đầu thì rất là khó để các bạn chỉ đăng ký trở thành một affiliate marketer và các bạn sẽ bán hàng và các bạn kiếm được nhiều tiền, đúng không? Thì Hường có một cái sự hỗ trợ cho các bạn, đó là khi mà các bạn tham gia vào quảng bá các sản phẩm My Daily Choice thì Hường sẽ hỗ trợ cho các bạn, với điều kiện các bạn phải đăng ký dùng thử sản phẩm từ cái link affiliate của Hường, thì Hường sẽ hỗ trợ cho các bạn là cái cách quảng bá, cái cách tiếp cận khách hàng như thế nào và tham gia vào đội nhóm như thế nào, và giúp cho các bạn có thể là bắt đầu từ con số 0, các bạn có thể biết cách quảng bá những cái sản phẩm mà có thể phát triển trên toàn thế giới, và những sản phẩm mà thu nhập của cao nhất của những người ở trên thế giới đã đạt rất là cao ở trên thế giới, như hồi nãy Hường đã chia sẻ rồi đấy. Ok, các bạn có thể tham gia bằng cách là nhắn tin trực tiếp cho Hường, hoặc là đăng ký tham gia buổi hội thảo tiếp thị giá cao ở trang tiếpthịgiacao.com. Ở đây thì các bạn sẽ được học tập và chia sẻ, được hiểu nhiều hơn về phương pháp quảng bá các sản phẩm tiếp thị giá cao, cũng như là cơ hội nào các bạn có thể tham gia để phát triển dòng thu nhập của mình khi mà các bạn ngồi tại nhà chỉ với một chiếc laptop, có thể làm full time hoặc part time, có thể làm một cái nguồn thu nhập thứ hai ngoài cái nguồn thu nhập mà các bạn đang làm ở doanh nghiệp, công ty của các bạn. Ok, Hường xin kết thúc video, nhớ like video, bình luận dưới video này và chia sẻ cho những người mà họ cảm thấy họ quan tâm tới affiliate marketing, và chia sẻ cho những người mà bạn cảm thấy hữu ích cho họ, đồng thời là có thể chia sẻ trên trang của mình để chúng ta có thể xem lại. Thế nhớ subscribe kênh YouTube của Hường, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo chia sẻ nhiều hơn.